Các vùng biển của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện không còn những bè, dây hay là mảng nuôi trồng thủy sản trái phép phủ kín như trước đây. Và thay vào đó là mặt nước trong xanh, yên bình vốn có. Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, thành phố Cẩm Phả đã mở đợt cao điểm ra quân thu gom, tập kết và xử lý các bè, mảng, phao xốp nhằm làm sạch môi trường biển. Và hiện nay chỉ còn một số lượng nhỏ, số phao xốp của các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép đang được cơ quan chức năng thu dọn để trả lại mặt bằng. Và qua đó thì góp phần thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Trên mặt biển thuộc thành phố Cẩm Phả những ngày này, việc thu gom phao xốp của các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép tại đây cũng đang được thực hiện hết sức quyết liệt. Lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả huy động tàu lớn cùng máy xúc thu gom phao xốp từ các điểm nuôi trồng thủy sản trái phép. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là đến hết ngày 25 tháng 4 là tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch phải thực hiện thay đổi phao xốp sang phao hợp quy theo quy định. Sau ngày 25, nếu như các hộ nuôi trồng thủy sản mà không thay đổi thì chính quyền địa phương sẽ thực hiện các quy định theo yêu cầu và kiên quyết và xử lý đối với những các hộ mà không thực hiện. Việc dùng tàu lớn kéo phao xốp như thế này sẽ hạn chế được tối đa việc phao xốp trôi nổi ra biển, giữ vệ sinh môi trường. Việc xử lý số phao xốp này cũng đang được thành phố Cẩm Phả tính toán xử lý. Và toàn bộ cái phao xốp mà nuôi trồng thủy sản trái phép đã được thành phố Cẩm Phả là thu gom và đưa vào khu vực tập kết tại nhà máy xi măng Cẩm Phả. Và hiện tại thì Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả đã có văn bản báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh xin phép được để đốt thử nghiệm. Và nếu như được đồng ý của Ủy ban tỉnh thì thành phố Cẩm Phả sẽ tiến hành đốt thử nghiệm tại nhà máy xi măng Cẩm Phả đảm bảo về môi trường. Hiện nay, việc xử lý phao xốp thay thế bằng vật liệu thân thiện với môi trường được chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, như nghiên cứu lập quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, tuyên truyền vận động chuyển đổi vật liệu nuôi trồng từ phao xốp, bè mảng tre sang vật liệu nổi bằng nhựa HDPE thân thiện với môi trường, hỗ trợ người dân về vốn, kỹ thuật nuôi, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức tháo dỡ, di rời đối với nhiều điểm nuôi trồng thủy sản ngoài vùng quy hoạch. Cũng rất là tốt, bởi vì trước thì tất cả những người dân nuôi trồng thì cũng không có điều kiện. Bây giờ tỉnh và thành phố mới cũng thử để sản xuất được ra cái vật liệu nhựa này để cho người dân thay đổi với phao xốp thì có thể là tốt hơn. Nó bền bỉ hơn mà nó đảm bảo hơn. Trước cái phao xốp thì làm thì cũng có thể một thời gian nó sẽ bị vỡ, nó bị như giờ chuyển sang phao nhựa các thứ thì làm rất là tốt. Hiện nay, ngoài Cẩm Phả, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh như Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Cô Tô đều đang tích cực lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản trên biển. Trong đó, cần thực hiện song hành và giám sát chặt chẽ việc thao dỡ lồng bè với thu gom rác thải. Dự kiến, việc thu gom rác thải phát sinh do thao dỡ lồng bè sẽ được hoàn thành trước ngày 15 tháng 4, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.